Hôm nay công ty Techio xin giới thiệu đến quý bà con một dòng máy chăn nuôi chuyên thái lát mỏng thức ăn cho bò, dê. Máy có thể thái được các loại rau bèo, cỏ voi và đặc biệt là cây chuối. Máy thái chuối Techio TK1800 có công suất động cơ 1.5 kW, tốc độ vòng quay 1.450 vòng trên phút, sử dụng nguồn điện gia đình 1 pha 220V. Máy có trang bị công tắc CB ngắt điện tiện dụng, an toàn cho người sử dụng. Bộ khung máy sắt về hình trụ vuông, trông rung lắc tuyệt đối khi dùng. Dòng máy thái lớn hai lưỡi được rèn từ thép nhíp ô tô bền bỉ. Chân máy có bánh xe cao su lớn giúp thuận tiện trong việc di chuyển. Thùng làm việc máy có hai khóa cài đóng mở, an toàn sử dụng cũng như dễ dàng vệ sinh máy sau khi dùng. Tất cả thành phẩm chuối, cỏ, rau bèo sau khi sử dụng qua máy đều có thể sử dụng trực tiếp cho vật nuôi ăn. Kể cả phần gốc vô cùng cứng của cỏ voi máy cũng có thể thái lát cho bò dê ăn một cách dễ dàng. Máy có thể điều chỉnh độ văng xa hay gần khi băm nguyên liệu. Điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến độ dày mỏng khi thái. Khi đóng nắp nguyên liệu sẽ mỏng hơn và ngược lại.